Có một cái điều gì đấy không ổn diễn ra ở đây. Rõ ràng mình nghe trên nhà có tiếng chân, nhưng khi đến lại gần nhà thì mọi thứ trở nên im lặng. Đã cố gắng gạ chảo nhưng mình không nghe được bất cứ tiếng động gì cả. Rõ ràng trước lúc đó, lúc mình chạy vào thì đã nghe được một tiếng động rất là rõ, chính xác đã có người trên đấy. Đối với cái tình huống trớ trêu như vậy thì chắc chắn là chúng ta không nên chạy thẳng qua căn nhà gà đấy, mà chúng ta sẽ đến với một căn nhà đối diện bên này. Bên này chúng ta có thể là nhìn qua căn nhà gà một cách rất là rõ ràng luôn. Và để coi nào, tôi đã nhìn rất kỹ qua hai cửa sổ nhưng mà không thể tìm thấy được thanh niên đó. Như vậy là bạn ấy lựa chọn một cái góc thủ chắc chắn là không phải ở phía cạnh cửa sổ. Bây giờ mình di chuyển tạm thời ra ngoài này. À, từ nãy đến giờ như vậy là mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng là quan trọng. Đây, khi mà tôi chạy xung quanh căn nhà thì không nghe được bất cứ một cái tiếng phản hồi nào cả. Như vậy thì đây chính là một con bot chính hiệu luôn. Và để đối phó với con bot này cực kỳ đơn giản thôi anh em ơi. Chuẩn bị 3, 2, 1 và rút chảo ra. Mình sẽ bắt đầu gạ chảo ở đây. Chính xác thì đối thủ của chúng ta lần này là một người mới chơi game Free Fire, và phải nói là một con bot nhát chết luôn. Thì khi mình gạ chảo đã nghe được những tiếng gạ chảo vọng lại. Và anh em ơi, nhân vật chính trong video ngày hôm nay sắp xuất hiện rồi. Con bot chính hiệu này. Kết thúc rồi người anh em. Đứng lại thanh niên. Yes, hành vi thủ nhà của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Tôi là Sikẹo, hãy theo dõi tôi trên YouTube. Tôi sẽ giúp các bạn tránh xa khỏi những nguy hiểm. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo nhá. Mọi người có thể gọi mình là Thám Tử Kẹo thì cũng được luôn nhá. Úi dồi, vãi trưởng, thằng nào vậy? Đùa nhau, mới vào trận thôi thằng bé làm gì bắn căng thế anh em ạ. Úi dồi ôi, cái này nó chơi tôi rồi anh em ạ, nó chơi tôi rồi, được, hay lắm. Mày ra đây. À đúng rồi, chạy em ơi, úi dồi ôi nhìn này. M4A1 này, M4A1 rừng xanh này. Bắn vài viên cái thằng bé lên bảng điểm số luôn. Ui dồi ôi, dăm ba cái thằng rơm rơm làm sao mà đủ tuổi xơi kẹo được hả anh em ơi. Ui dồi ôi, đáng tiếc quá cơ anh em ạ. Rồi nha mọi người, không biết thì tầm này thì mọi người đã ăn cơm chưa anh em. Riêng tôi thì hôm nào cũng như vậy luôn, cứ hoàn thành xong video rồi là ăn cơm sau cũng được đấy, đơn giản là như vậy thôi. Rồi nha, ok. Đây và ui, khá là nhiều đồ ngon để chứ anh em. À mà quên, thì mình sẽ đổi qua luôn cái combo súng đấy là MP40 với lại thì AK. Uầy, hai cây súng đều có băng đạn nhanh luôn, phải nói là rất là đã. Thám Tử Kẹo xin nhờ mọi người xíu nha. Đấy là bạn nào mà chưa đăng ký kênh ấy thì các bạn cho mình một lượt đăng ký kênh. Cũng như là anh em ơi, anh em nhấn nút like, anh em chia sẻ video giúp mình nha. Để giúp cho mình có thêm những cái động lực làm thêm những video tiếp theo nó hay hơn nữa này. Hoặc là nếu như mà các bạn có cái góp ý gì về cái loạt video Thám Tử Kẹo này của mình, Thám Tử Free Fire ấy, thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video nhé. Dù là mình sẽ sửa đổi trong từng video nhá. Rồi nha, ok. Đó, và hãy theo dõi tôi trên YouTube. Tôi là Sĩ Kẹo, tôi sẽ giúp mọi người tránh xa khỏi những cái nguy hiểm. Một cái câu nói khá là quen đúng không nào. Ui, các bạn là mình đi lượm nguồn anh Thám Tử về đây anh em ạ. Rồi nha, đậu xanh này. Làm sao? Ui trời ơi, nhìn thằng bé nó chạy này. Bảo sao anh em bảo là cái câu nói đấy anh em quen đúng không? Của kênh anh Thám Tử anh em ạ, tôi đạo nhái tí thôi làm gì đâu. Mình là Thám Tử Kẹo, Thám Tử Free Fire nhá. Bữa nay thì cơ bản là mình lại thích hành nghề thám tử. Thì đây tôi có chuẩn bị một cái bộ trang phục đây. Và chắc là mình sẽ mặc cái bộ trang phục này trong một quãng thời gian khá là dài khi mà lên những cái video trên kênh của Sĩ Kẹo nhá. Bởi vì là nó rất là phù hợp với cái công việc làm thám tử trong game như mình đây. Đó, bộ trang phục full set của con nhân vật Alok cũng như là cái mũ tuxedo đấy. Thì một cái bộ trang phục đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ mặc nó trong rất là nhiều video đây. Thám Tử Kẹo, ui nghe quả tên kêu phết anh em nhờ, anh em đừng đùa. Tự nhiên nghe quả sang chảnh nhờ. Nghe nó lại cứ tranh xả thế nào nhờ. Thật ra thì mình nghe không quen lắm nhưng mà thôi anh em. Anh em mỗi lần các bạn bảo là ui, chào anh Thám Tử Kẹo, ui nghe kiểu được, anh em ạ, nghe ngọt tai phết luôn anh em ạ. Rồi nha, ok. Thì đây, mục tiêu của Kẹo trong trận đấu ngày hôm nay là ui anh em ơi, cứ chơi làm sao mà cố gắng kiếm nhiều kill rồi là top 1 là được rồi. Đấy, cực kỳ đơn giản. À, hôm nay trận này thì cố gắng tầm khoảng 10 kill top 1 nhá. Đấy,
10 cứu top 1 luôn, thế thôi tôi đâu có cần nhiều đâu, đúng không? À, tầm này trong trận đấu thì còn lại là 29 người chơi nữa. Uầy, nói chung là tôi kệ các ông. Tôi là tôi chỉ tập trung vào cái chuyện gọi là tôi đi săn mạ thôi. Thế đây mọi người, lúc này là mình đang tiến thẳng lên phía cổng trời nhá. Đấy, bước đi từng bước vô cùng là chậm rãi thôi. Cơ bản là anh em ơi, tầm này chơi cẩn thận. Bởi vì là game Free Fire toàn là cao thủ thôi đấy. Bữa nay là tôi phải gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng đấy, phân tích như kiểu là thám tử thật vậy. Vậy nên là mình kiếm được top 1 đấy chưa anh em? Ok ok ok, let's go nào. Và tầm này thì mình tiến qua cái phía trường học đây. Mọi thứ vẫn đang rất là yên lặng ấy. Hầu như là mình không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả. Ui, thế này thì đào đâu ra người đúng không anh em ơi? Thế này đào đâu ra người? Ui dồi ôi anh em thấy ai chưa? Riêng kẹo thì kẹo vẫn chưa thấy ai cả ấy. Ui dồi ôi, cái kiểu này là các ông lại thi nhau, các ông làm nooper chân chính đúng không nào? Ui, một đứa này đùa nhau này đứng lại. Chạy nổi không em? À, chắc là qua phía này. À, không phải, không phải anh em ơi. Qua phía trước mặt luôn cơ. Ui, không hiểu sao thằng bé vẫn bắn được mình cơ được. Hay lắm em ơi. À, vòng lại cơ. Chuẩn bị chặn đâu nó. Ui, đây rồi. Đứng lại em ơi. Ui, nhanh chân thật sự luôn, được, thật sự luôn. Công nhận là thằng bé này chân khỏe chạy nha anh em ơi. Đến bây giờ là coi như là kẹo mất dấu nó rồi đấy. Còn thấy nó nữa đâu. Ui, vãi cả trưởng đúng không nào? Rồi nha anh em bình tĩnh. Tôi sẽ sớm tìm ra nó thôi. Nói chung là nó quanh quẩn chỗ này thì đấy. Anh em thấy không ạ? À? Anh em thấy không ạ? À? Chắc là mình nghĩ là đang ở ngay chỗ thùng gỗ kia thôi. Nhưng mà mình sẽ check những cái khu khác trước đã. Và quan trọng là lắng nghe tình hình xem là nó đang ở đâu. Chắc chắn ở đây rồi, được rồi, ok ok. Úi dồi ôi, đây rồi. Tưởng gì cơ, cái chỗ này là chỗ núp quá quen thuộc rồi. Làm sao mà anh không biết được hả? Úi dồi ôi thằng bé, sợ quá nên là trốn hẳn vào đây, đây mà đúng không nào? Anh thì anh lạ gì chú, ra đây em ơi, cái đầu. Ui, đúng rồi, nhảy lên này, vỡ đầu. Thế nên ngu người. À ha, anh em thấy chưa? Rồi nha, ok, ở trên nhà đúng không nào, thấy rồi nhá. Ngay chỗ căn nhà gà, từ từ anh em ơi. Tầm này thì chắc là mình sẽ phải chạy vòng lại nhá. Và quan trọng là đây, loot đồ cái đã, ui, rất nhiều trang bị luôn. Nhưng mà chưa có ống ngắm 1X, chỉ là một cái ống ngắm nhật mà thôi. Uầy, nó vẫn đang ngồi yên. Tầm này thì cái thằng căn nhà gà khá là khó chơi. Và mình quyết định đây là sẽ chạy một vòng trái đất luôn đấy. Tức là mình chạy xuống phía dưới này và từ từ chạy lên xem là hạ gục nó luôn anh em. Rồi nhá. Đấy thì cơ bản là anh em chạy một vòng thế này thì kẻ địch nó rất là khó phát hiện luôn đấy. Mặc dù là có phát hiện ra anh em nữa thì cũng nó đâu nằm trong cái góc mà nó có thể bắn được anh em đâu, đúng không nào? Úi giời, gã chảo không thèm xuống à? À, sang chảnh thế nhở? Úi dồi, tranh xả thế nhở? Vãi cả trưởng, gã chảo không thèm gã lại luôn được. Hay lắm em ơi. Rồi nhá, hôm nay là anh cho chú tận số luôn nha. Kiểu gì là chú cũng sớm lên thiên đường nhá. Đừng đùa. À, căn nhà này thì không có mìn nên là lên thẳng luôn nha mọi người. Thì mình cơ bản là mình sẽ qua căn nhà này và mình check xem là có thể là nhìn thấy nó được không. Cơ bản thì có mấy đứa là ngồi rất là dễ nhìn và nhiều khi là mình còn bắn headshot chúng nó nữa cơ mà. Chúng nó hay canh cửa sổ phía sau ấy. Nhưng mà thằng này là nó vừa canh cửa sổ phía trước, thế nên là... ai không biết là nó ngồi đâu, chắc là ngồi ngay bên hông nhà đúng không? Kiểu kiểu đó. À, dâu nhau ok. Anh em bình tĩnh nhá, từ từ tôi sẽ xử lý nó. Chuyện này đơn giản ấy mà. Rồi ok, đây, ngồi đây, ngồi đây. À, nó cũng không ngồi ở cửa sổ trước. Chắc chắn có một khả năng duy nhất là ngồi ngay bên hông. Ok, cầm chảo, gạ chảo. Tầm này gạ chảo thử xem thôi anh em ơi. Đây là cách duy nhất để nó xuống này. À, ra đây em ơi, ra đây em ơi. Ra đây em ơi, anh đang gạ chảo này, thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa em ơi, ui dồi ôi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu dày, lâu thế nhở? À đây, ở đây. À đù này, mắc bẫy rồi nha em ơi. Ui dồi, đứng lại nhanh. Nhanh mà luôn này, ui dồi, mắc bẫy rồi nhá. Ui, mình lừa được cái thằng này. 4 kill ngon lành anh em ơi. Đấy, bài học cho anh em nhá. Đừng tin vào những thằng team up. Nhưng mà anh em ơi, anh em phải tin tưởng thám tử kẹo nhá. Tôi bày cho anh em thấy đơn giản không ạ? Ui dồi ôi, lừa chúng nó rồi nhá. Nên là anh em, tốt nhất là các bạn đừng tin tưởng vào mấy thằng team up. Bởi vì là chúng nó bắn anh em thì anh em lại hỏi tại sao bảo, ui dồi ôi, lại bảo số nhỏ đúng không nào? Rồi ok, 14 người chơi nữa. Thì ở phía dưới này mình vừa nghe thấy cái tiếng gì đấy. À đây rồi, đây rồi em ơi, tưởng ở đâu cơ. Úi dồi, đứng lại em ơi. Bây giờ là anh có XM8 rồi nhá. Coi chừng nha em ơi. À thằng bé dựng con keo này được. Rồi bình tĩnh nào. Đây nghe mấy kẹo chạy xuống dưới luôn nhá. Xem là nó làm gì ở dưới này. À chắc là đang cuốn máu đây.
mình dự tính thế thôi anh em ơi, chắc là đang cuốn máu đây, kiểu kiểu như vậy đây, hóng. À được rồi, đùa nhau à, vỡ đâu. Ui rồi ôi thanh niên, khổ thân quá cơ. Yes, tuyệt vời. Và 5 kill rồi anh em ơi, ui lại có thêm rất nhiều đạn súng trường và rất nhiều phụ kiện súng này, ngon. À, lượm thêm trái bóng keo nhở. Đó, thêm trái lựu luôn. Rồi nha, ok, tuyệt vời luôn anh em ơi, 2 trái bóng keo. Và chúng ta let's go thế nào. À rồi ok, mình có nghe thấy tiếng gì đấy, nhưng mà thôi anh em ơi, hình như là tiếng người quanh đây thì phải, mình nghe không rõ lắm nên là không biết là có chắc hay không nhở. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, ui rồi ôi, tôi nghe chỉ có chuẩn thôi anh em ơi. Mày này, thằng mũ đỏ này làm sao, thằng mũ hồng này, ui câu liệu cả. Rồi nha, dựng bóng keo xử lý này. À ha. Chơi anh thế nào hả? Chơi anh thế nào hả mày? Ui, phải cả trưởng 6 máu nhá. Đùa nhau tí chết. Tao lại sợ mình quá này. Mũ boring à, ok. Tuyệt vời luôn anh em hả, ngon lành nhá. 6 kill rồi, thanh niên này. Làm sao mà sơ được thám tử kẹo hả? Thám tử kẹo là pro layer cơ mà, sơi không dễ thế đâu. Ok, thì các bạn là mình sẽ nhanh chóng lên lượm sát học cái đã. Và nếu như mà có thêm được máu thì mình sẽ lượm máu luôn này. Đấy, ok, lượm thêm tí máu nữa này. Và ok luôn, có 6 tí máu nha, ngon lành cành đào. Ui dồi, phải nói là đồ kẹo bây giờ rất là ngon. À, nào, có nào anh em ơi. Tầm này thì kẹo đang thấy là không có đứa nào chạy rông ở khu này cả. Chắc là chúng nó đã vào bo trước rồi, được rồi, thông minh thật sự luôn. Có mỗi kẹo là kẹo đang lượn lờ ngoài cái rìa bo thôi anh em ơi. Đấy, cơ bản là mình xem là thằng nào mà chạy mo cái là sấy luôn là vả luôn chúng nó cơ mà. Nên là kẹo chưa vào bo vội thì đấy nó là cái lý do nha. Ok, với một combo súng bây giờ khá là ổn rồi. XM8 luôn, XM8 quái thú này. MP40 là MP40 cơ khí cực kỳ là mạnh mẽ rồi. Thế này thì thằng nào ăn được nữa đúng không nào? Rồi nha, ok, hóng thôi anh em ơi. Súng băng thì mình có đủ cho 3 trái băng nhá. Đây, và vẫn đang thấy là không có ai quanh khu này cả. Ok ok anh em ơi. Rồi nha, ok, đây 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 đây, chạy thẳng qua phía trước mặt coi nào. Úi rồi anh em ơi, hình như là à, có tiếng súng, có tiếng súng ngay phía này nha. Ok ok ok, có tiếng nó đổ súng thì phải, nạp đạn thì phải đúng không nào. Ui 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 ui, quay lại ngay, quay lại ngay, quay lại ngay được rồi nhá. À, mình biết rồi nha, mình biết rồi nha. Thằng bé ngay trên phía căn nhà Doraemon rồi, ok. Anh lạ gì đâu, đây mọi người nhá. Ở tầm này thì mình không biết là lựa chọn di chuyển như thế nào nhở. Chắc là mình vẫn sẽ ngồi xuống thôi. Ngồi xuống và di chuyển từ từ thì đây sẽ là một cái gọi là vô cùng là an toàn nhá đấy. Một bước di chuyển vô cùng an toàn luôn. Địch nó không nghe tiếng chân, nó ngỡ là không có người. Ok, một quả lựu lên phía trên. Chạy xuống đi em ơi. Đấy, tôi nghĩ là nó ngay ở đấy thôi. À đi rồi. Đúng rồi này em ơi, đúng rồi này em ơi, đứng lại. Chạy đổ không em. Ui, thằng bé nó dựng bóng keo rồi cả. À, dựng rất nhiều bóng keo luôn. Được, thật sự này. Ui, được luôn, ok. Tầm này thì chắc là mình sẽ chạy ra ngoài anh em ơi. Phá bóng keo thì rất là tốn đạn luôn mọi người ơi. Đấy, ra ngoài cầm X18 và sấy. Thật sự là tầm này thì nó cũng không khả quan lắm anh em ơi. Sấy như này cũng rất là tốn đạn. À, thế thì có khi là anh đắp thêm bóng keo cho chú nhá. Chặn cửa anh em ơi. Chặn cửa không cho nó xuống này được. Hay thật sự này đấy. Xem chú xuống nổi không. Rồi là chạy đến phía trước mặt luôn anh em ơi. Bo đang gần thu lại rồi mà đây. Còn lại là 9 giây nữa bo thu lại nha. Ok, xem chú chạy đâu. Úi dồi ôi, chạy nổi không em ơi. Rồi ok nhá. Chắc là nó sẽ phải phá bom. À đâu, phá băng nhở. Phá băng để nó chạy ra ngoài thôi. À đây rồi. Đã ra ngoài rồi cả. Hay lắm. Xuống đây em ơi, xuống đây. Xuống đây, nhảy xuống. Úi dồi. Trời ơi, nhảy xuống này. Nhảy xuống em ơi. Úi dồi. Hết bom keo chưa hả em ơi? Hết bom keo chưa hả em ơi? Trời ơi, nãy giờ xài bao nhiêu bom keo rồi nhá. Giờ thì hết bom keo chưa em? Quá là tuyệt vời luôn. Ui, bên dưới hòm xác la liệt. Nên thôi anh em ơi, chạy theo phía bên tay phải nhá. Riêng kẹo là kẹo, không chạy theo phía trái đâu. Hòm xác nằm la liệt thế, khả năng cao. Rất là khả năng cao, có người chân tròi anh em ơi nên là rất dễ sanh mộ. Đây, tôi là tôi, cứ chạy theo phía này cái đã đấy. Đứng tạm gốc đá này, ok ok đây. Và ngồi đây nhá, ngồi đây chờ đợi anh em ơi. Mình chờ xem là bo tiếp theo nó sẽ thu đi đâu. Sau đấy thì chúng ta sẽ tính toán cái hướng di chuyển tiếp theo luôn. Ui, ok ok. Rồi nha, mình quyết định là sẽ chạy men theo phía này. Ui, vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng ăn đạn rồi anh em ơi. Ui, thôi xong ngu người rồi. Vứt chảo, chạy cho lẹ này. Ui, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Ui, bắn ra thế còn đúng 13 máu này. Căng thật sự luôn anh em ơi, đứa. Hay lắm. Cơ bản thì mình không có băng keo này là rất là khó rồi anh em ơi, nhưng mà không sao đây. Chạy thủ quần máu nhá. Ui, thằng bé đang qua rồi, đứng ngay phía gốc cây rồi.
chắc là đang tính đẩy xuống hả? Được, thật sự luôn hay lắm. À, rồi nhau, ok anh em ơi, bắn nó. Tiếp xe này, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Úi rồi nó dựng bóng keo kìa. À, nhân cái lúc thằng bé đang dựng bóng keo, chắc là lúc này nó đang còn máu rồi anh em ơi. Nhân lúc này mình sẽ tẩu thoát và trốn vào phía thung lũng này, ok. Vào tạm mấy căn nhà trước cái đá anh em ơi. Đơn giản thì bo tiếp theo sẽ thu tại phía này cơ mà đấy. Uê. Nên là anh em ơi, ăn chắc mặc bền thôi anh em, cứ vào nhà trước đã. Rồi ok để coi nào. À, mày làm sao hả? Rồi nha, đang đừng quần máu đúng không nào? Rồi ok anh em ơi. Lúc này thì cơ hội chiến thắng của thám tử kẹo đang rất là cao rồi anh em ơi, cơ hội chiến thắng là 20% luôn. Uê. Rồi ok thì kẹo vẫn thấy là nó chưa di chuyển, ok. Có lẽ là mình sẽ qua phía căn nhà Doraemon. Sẽ là một căn nhà mà có cái góc bắn nó tốt hơn so với là căn nhà lúc nãy thì rồi nha, ok. Chạy qua đây đi em ơi, thì lên từng thử con nào. Uầy, lên từng thì không có cái vật gì để chắn cả. Nên là có lẽ thì chắc là mình vẫn nên ở từng một thì ngon nhất. Phía sau là chắc chắn là không có người rồi, ok. Phía sau thì nó có ngay một chiếc xe. À, và bó hải mây. Uầy. Vãi trưởng. Auto trả luôn anh em này. Đậu xe này, ui dồi ôi. Mạng thứ 8 rồi các bạn ơi. Lúc này thì mình nảy ra ý tưởng đấy là à ok, sẽ phi xe lên trên nhá. Bên trên chắc chắn là có người anh em ơi. Uầy. Nó đang bắn súng kìa. Nhảy xuống vứt xe là điều chắc chắn rồi nào. Qua đây em ơi. Từ đi từng bước chậm rãi đi, từng bước chậm rãi này. À đây rồi. Đậu xe này, ui dồi này. Đậu xe này. Đậu nhầm với X18 là chú hơi nhầm rồi nhá. Ngon lành. À tầm này thì chắc là mình sẽ vào nhà. Vào nhà quần máu cái đã anh em ơi, còn hai đứa này. Còn hai đứa này bây giờ đang rất là căng rồi nha anh em ơi, từ từ quần máu đã. Uầy. Phải nói đang rất là căng rồi anh em ơi. Rồi ok. Let's go now. Hai thằng nữa thôi mọi người ơi. Tầm này thì khá là khoai bởi vì là kẹo không còn chém bóng keo nào nên là rất là căng luôn và khả năng chiến thắng được khá là khó đấy. Rồi ok thôi thì mình cứ lên trên phía bóng keo cái đã nhá. Ok, người đâu? Uầy. Mình tưởng là phía đấy có người, phía sau này cũng không có này. Vãi cả trưởng, hơi bị căng nha. Ui dồi ôi, bong keo. Ui vãi cả trưởng, ngay phía sau lưng này. Ui đậu xanh này. Trời ơi, 10 máu. Ui căng quá luôn anh em ơi, còn đúng 10 máu này. Vãi cả trưởng, nhanh anh em ơi, chạy lại. Rồi nha, đứng tạm đây cái đã. Ui thằng bé chạy qua luôn này. Vãi cả trưởng, cầm shotgun cả. Shotgun này, ngồi xuống. Ui dồi này, à ông già Noel hả, tuổi gì hả em ơi. Thằng quỷ đâu? Ui tôi kệ nó anh em ơi bây giờ. Quẩy sớm cái đã. Yes. Đấy, ui có thằng quỷ đến cuối. Đậu xanh này, à nghe kiểu này hình như là nó ở ngay trên tháp anh em ấy. Ngay trên tháp thì làm sao mãn được mình, thôi thì quần máu cái đã. Tí thằng bé nhảy xuống cái đai luôn rồi ấy mà. Đứng trên tháp hả em ơi, rồi ok. Có giỏi xuống đây em, ui dồi ôi, pha này top 1 chắc rồi anh em ạ. Nào ok. Đâu rồi xuống đây em ơi, ui dồi ôi, bo thu thế này. Trời ơi, xanh mộ đúng không, yes. Việt Đức ạ. Nghe như kiểu là tên hãng xúc xích đấy nhở. Ok anh em mau nha, quẩy thế nào, đó. Hãy theo dõi trên YouTube nha anh em ơi. Thì mình là Sĩ Kẹo. Đấy, mình sẽ giúp anh em tránh khỏi những cái nguy hiểm. Cảm ơn anh em rất là nhiều.